chăng càng nghiệp bà dương bà ta tiết cứ approve hay nâng approve rồi có delete và chăng bà dương delete cứ dương ta update status cái lại tab ball business nâng ao về từ từ đi tới nó từ cancel tới rồi có delete tới hay bà dương approve ao về status với ta approve hay dương update user chúng dùng thử phơi PHP chỉ muốn pi file tiệt, bạn chọn PHP, bây giờ cứ xem update từ lời business, hay update từ lời user, bạn dùng ai từ say PHP mua của bán, nè, xem update user update business. Chúng dùng ai ta say copy cầm rú các bạn cầm rú update bây giờ throw A cầm throw C bị bị chết chán má throw V lần này cứ dùng thuật tìm mũi cứ dùng thuật delete từ lời request nó dùng delete với chào chương delete dùng thử ca bỏ tại ID về mà mùi má dùng lục với chào thế bạn ấy chúng là cái đồng tháp bò bà dương mơ tháp bò bà dương lặng bình tích ok đa dị tích business ba này cứ dùng để xây dùng từ lời business ID lục viết để dùng từ lời business ID chứ lục cái gì là lục ở ở bát đấy cái gì lục viết còn tại status viết delete ba chứ viết lên bài hàng đầu form thì nó phụ form chứ cứ status viết pending chứ cứ dùng update status set delete where business ID chứ như thử ca tại business ID bắt mau vào form này chẳng ấy mà chắc nó lấy cho một ca tập business ID và chắc một ca đó là business ID và business ID và chắc là có mấy dân lúc đi chào không đủ gì và chắc is empty này business ID I load missing với phép thá và business require business ID require chương person dương check tầm muối các bạn ấy chương L mình đã bỏ business ID màu ấy bỏ business ID màu dương chập đám update dương save màu update business TBL và business TBL set status smart delete where business ID smart business ID bỏ màu chúng dùng đời sao vì chia number hai dùng video tại mình chạm bạch om single call để tên như thế bà đơn lá business ID ok phân nắng hay dùng save với sorry lẹ chỗ tên nào bắt đấy mình ok lươn đi lươn đi và tiền như đã chỗ không thì khỏe mà tiền bàn ấy cắt à hạt mía này save as bao giờ save as cho con đang request bao giờ up một folder request như đã xuống phía cứ
request delete request delete ណា ហើយ លុប នេះ ចោល Okay ហើយ PHP មួយ ទៀត គឺ យើង សរសេរ សម្រាប់ យើង update update 2 ដូច គ្នា គឺ អា នេះ យើង update status ទៅ delete តែ មួយ ទៀត update status ទៅ true ហើយ នៅ មួយ ទៀត យើង update user វា ឲ្យ វា ទៅ ជា member like status របស់ user ជួយ យើង អាច យើង អាច សរសេរ time 2 ទៀត ណា ជា control a control c control v កន្លែង នេះ គឺ វា ត្រូវ ការ business ដូច គ្នា តែ យើង គ្រាន់ update វា ទៅ ជា status active active មាន ថា គាត់ មាន សិទ្ធិ ជា member អញ្ចឹង ណា ក៏ គេ approve ហើយ active ហើយ បាទ ដូច គ្នា ទេ file php ហ្នឹង ហើយ យើង save វា ដាក់ request approve យើង ទៅ ណា បាទ request approve ហើយ មួយ ទៀត គឺ យើង សរសេរ សម្រាប់ update user យើង ឲ្យ status ក្នុង user យើង ទៅ ជា language ទៀត ហើយ វា ទៅ ជា នេះ វិញ ទៅ ជា member នេះ កន្លែង នេះ យោង ទៅ លើ user id ណា បាទ អញ្ចឹង យើង សរសេរ php ថ្មី មួយ យើង ត្រូវ ការ user id ណា បាទ អញ្ចឹង ប្រកាស $ user id បាទ នេះ គឺ user id អូខេ ជួយ check មើល មាន user id អត់ បើ អត់ មាន ទេ គេ ថា user id required តែ បើ មាន យើង update table user user tbl set status status ដូច គ្នា ណា mane user level set user level user level smart member ណា យើង តើ member វិញ ណា member where user id smart នឹង ID. Okay. Save HTML, save PHP file này một tiết. Client request đã thả update user. Update user. Okay. Cho dương từ how PHP tầng bay là dương sẽ có ấn tự prao lần lỡ. Nè dương dương tế mơ sân tới trong tế thà ta PHP dương tế được khó phần bạch tế quán dương trong tế toa lựa Android đó kể chẳng dương chô mà con ông PHP mà con ông Android bà dương với event bỏ phía cứ nó lơ adapter phải adapter NP để cái chất lượng bật tông delete dương thử ấy NP để cái chất lượng bật tông update dương thử ấy chúng ta phải đặt dây chuyền lên bút tông delete dương bậc ca ba dương bậc ca ai mùi máu thì họ thay dương delete viết thở cái kì thở cái business id dương bậc ca business id mùi máu chập chân ta mà vậy position này item viên nó dương get position ta mà vậy business id máu và ai dương alert viên máu are you want to delete ai chân tới hay bà ca là dân trực nô cứ dân bật đà lọc con chó tại bà dân trực dế cứ dân hào dốc delete hào dốc à khla delete bà dân màu đại vì mình ạc xin thạc bày dân nội on pre shoot on post shoot nâng đuôn bài cào năng cho nên dân dân bị delete lâu dân cài bình tĩnh mà chứ nóng nít dân cài flow id đi dân chứ bà rạp bồn mua dân bà ca nâng lờ đi chứ string thòm bà ra đi nè
chắc khi ông đô bên tết tôi chia service chúng tôi chỉ business ID của những lúc tam business ID cho những đầu với tôi chia business ID và chẳng có lại có nick chúng đã tới business ID chập chênh màu với business ID nè và có mấy cứ pay update nhưng chăm dây khỏi chẳng lúc event pay update cho sân của pay update nhưng miền rừng dây như tràn tích ra những bọc pì và trước delete này cứ ta mà gì á fly đi nè chẳng lại này cứ giờ delete đuôi background mà nhớ cứ đặt bọc nó còn php file cái lại delete business nữa ta những bọc những bậc cả part method là php file à soi kì lại nè trước giờ từ lập mà mơ cái lại những request delete này cứ giờ bậc cả business id là tôi cứ giờ vô mà làm mấy những update status với ta delete và của những ảnh lúc ở tầng này 3D chân cái lại nó ngại đôi chỉ muốn những PHP file copy control C control V mà URL bao nhiêu do bị nà URL này cứ dân bậc cả nó khẳng lơ đi và lơ này cứ delete request cho URL delete request đã delete request dân concat string tam dạ request hỏi PHP file như chúng ta request underscore delete chúng ta mở request underscore delete và dot php hai bán tạm dạng url delete underscore request mà tạm dạng mình tốt phô như một chút màu đợt được về lock đi cứ xong nhập hai người có đồng lock hết đi mình sẽ về tên á cứ còn là như hàng chỉ ta delete request ấy chính ta là đi còn việc và hàng đây bị ắt vào một trạng trong nên thế nữa còn những sự nghiệp mơ trong lock hết những hàng bị ấy kê về delete tới nữa và ban sắc sẽ rơi của ban error cứ vì những do mà bà hàng nó còn on phone ở sự chút này và chân tệ to năng delete request bản năng trong trong đồ chung một là nét tờ chuyện delete request và ai cần sắc tờ mày viết cứ delete request được nè ok save chẳng cái nhóm đồ lại nét cứ delete request ta mà dạng position là dân select chẳng dân select cứ nộp về đá business ID dân chập bàn lệch của mán chân viên được bóc lệch năng mà lục chân là lấy dân xạ mơ mùi chân ram tẹt muối dân mơ khăn thật bó tẹt tôn được business bà lâu chân lục à khóm bà khóm cái này chờ thì họ bà oh sorry bà thở thì quên lúc bà khó kế bà nhầm chân lỡ delete yeah bà này update success thì chạm đồ bịa nó tới chỉ delete success với nhá vì cái đồng PHP bỏ màu nữa nhá PHP này nè nè update success này thật đấy nó như đồ tới chỉ delete success với chứ dù mơ tình đấy nó bạc up vì cái đồng table bạn đã khổ một người đừng ngọt với mình bạn đấy cứ việc cái việc bạn đấy tại vì tao cái để lên starter với chương ram làm mình mà ăn miến ồ lơ đi ta bà giờ gọi bàn sọt với nữa ok chương dương chụp chơi ấy lúc bị bạn đấy bạn đấy cứ muốn bạn trên vì cái nóng hoặc bật cái nông này thế và cứ bị update status ta delete rồi môi mới nhặt tới
chạy lỡ yes từ đó thế cái này từ chẳng bài đầu tiên ấy mấy lần khó phải khó câu thế ấy lựa từ tao ban mùi chẳng delete success ta mistake bỏ mà lớp form mà những lúc sắp có sao C đi mua mà bắt lớp form ta sao C mà những bạc mà thì mình phải kêu sao C mà thì nơi lúc error chẳng error chẳng mình đi theo vì opportune ID ở trở chẳng hả ập lúc tế chứ mẹ mùi lớn ảm à, mùi khóm lúc bạc delete success ngon thế bạn phép mà mình chứ lúc bạn bạn khó ấy bà bạn clear đồ về update business TVL set status delete via business ID smart business ID đã bỏ màu trong việc bỏ mà lấy cái bản lục tới sạch sạch bàn rồi chắc chúng chẳng đăng thả tao vì bán phục sử sân lệnh của man và chút màu nó về để dành chức lệ để lịch tao bị bán phục sử sân lệnh của man và chút màu chẳng đồng nít nhóm nhóm môn nâng để lịch trong thâu môi mơ bìa một đường chân a u one two từ đấy tới nhầm thâu môi nhưng ai phơi cái con nắng this dot này kết admin kết hợp được sự cần tính thâu phơi mấy mới con này cái phơi cái content này khá này khá thông mà đá bài adapter bài adapter nhưng thông khá đấy mơ cầm rưu của mía bây môn biểu bị chun đâu bây phởi kì admin cầm rưu activity à khăn tạch thâu hạt ban lửa đặt tờ và job title này mở nhỉ job title vậy à confirm delete nó khơi lệch mà lửa năng đại job với title là bao hạt lửa đã ba adapter dùng từ đã activity ở thầu tích bản việt bản ai phải thóc bản ai bản mình là thà dừng tò mơ là ta bài adapter cái thay mà thi thi kì cái đặt tích sân cái tích phở bản này chứ mục lát đọt cái phở bản này dừng trong mơ thà nó phải là dừng click lơ ID nam mới bị chập vô business ID nó thở gọt tôi tiêu nhầm chạy lệch P này để lệch bàn lệch 7
ថៅអត់លេខ3ហ្នឹងអានឡូវយើងមើលអសអីគេដាក់អត់តន់មានអសអ្សិតមានអស្សិតមាន1ណាអសអ្សិតខ្ញុំចុចលើ delete បានលេខ3ដែរខុសហើយណាខុសហើយអសវីក៏បានលេខ3ខុសលុបបាន11ក្លែងដាក់លេខ3ក្នុងលេខបាទអូអូយើងចាប់ position ខុសហើយយើងលុប business តាមរយៈ business ID បាទលុបបានលេខ3មួយរហូតចឹងមិនបានវាចាប់បានលេខ3មួយ code របស់យើងខ្លាញ់ណាវាចាប់បញ្ជូនទៅតើបងតូន floor ID ឡានីអីចុះនេះ floor item request c ស្មើនឹង floor item.get position floor item floor item get item floor get នេះចេញពី request ខ្លះទៅតើ request ណាជា array floor item request adapter activity list request adapter request ខ្លះនៃ floor item ខោឲ្យគេនឹងលេខបាទខ្ញុំដាក់ floor ចូលនងណាចង់និយាយនងណា adapter ទៅ adapter ទៅវាចាប់ floor នេះ floor item នេះវាចាប់អត់បានបើបានចាប់បានលេខ3រហូតចឹង get item id get item id public log object item get count វាអាចចាប់នេះក្នុង business យើងនៅក្នុង business យើងលេខ3រហូតយើងយកតែ com នៅក្នុងstatement code យើង select យើងយកឲ្យខ្លះមកណា browser នេះចាប់ចំ user ID ចូល user ID អញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីយក business ID វាចាប់យក user ID លេខ3ក្នុង select select bound request bound business class យើងយ៉ាង class យើងបកណាមុនសាឌីមុនណាវាយក business ID មុនតើដូចសាជាមកកាននេះមុនអី get this ID get set this ID មុនចំណុចពេលដែលយើងតើវ៉ានេះប្រយោគនេះយកនេះមុនគឺ ID មុនតែវាត្រូវយកត្រូវយក business ID មុនមិនយ៉ាង
យក business ID មុនមិនត្រូវពីខ្វះខ្លះ business ID មុនអញ្ចឹងនៅក្នុង form នេះរបស់យើង form select so get all វាយើងដូរបន្តិចមកនេះ business ត្រូវហើយនៅនេះយើងចាប់បច្ច្រាស់គ្នាអូខេបាទអញ្ចឹងយ៉ាមកបាត់ហើយមកលុបអសឲ្យមួយអត់តន់មានអសសັດមួយមកអសសັດអេតោះអញ្ចឹងណាបាទមួយទៀតយើងអាប់ទ្រូយើងបោះ business ID check any status វាហើយនឹងបោះ user ID ទៅ update អញ្ចឹងយើង PHP យើងមាន2ផ្សេងគ្នាណា delete ហើយ approve នេះយើងបោះមកដូចគ្នាមិញគ្រាន់តែយើង set status វាទៅ approve ទេហើយupdate user អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងបន្ថែមនេះនៅក្នុង adapter យើងបន្តិចបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ approve នៅពេល approve យើងធ្វើអីនៅពេល approve យើង update អានេះមិនយ៉ាងណា Ctrl C Ctrl V មកយើងដូរឈ្មោះវាទៅជា public class approve request បាទចឹងឈ្មោះ class នៅ constructor វាទៅដូចគ្នា position នៅដដែលណាបាទបោះ business ID នៅដដែលតែយើងត្រូវមាន URL មួយសម្រាប់ឲ្យយកបាទ approve ចុះនេះយើង Ctrl C វា Ctrl V វាបាទ true request តបមកបានកន្លែងនេះយើងហៅដាក់ PHP យើង request approve បាទទៅជាហៅ URL នេះមកនេះណា approve request បោះមកនេះគឺបាទនេះគាត់ lock ទេ lock D សម្រាប់ programmer យើងមើលទេបាទដល់ពេល mistake វាអីគេ mistake បោះ approve ហ្នឹង approve ដាក់យក account has been approve អញ្ចឹងទៅគឺដាក់ថា user request approve ហ្នឹងបាទ alert alert ប្រាប់ alert ប្រាប់ណា mission គឺ alert ប្រាប់ណា alert ប្រាប់ admin គេ approve ទៅ alert មើលថាសុខចិត្តហើយ approve យើងវិជិកទីចောင်းទៅប្រាប់ទៅលើ register request
นั่งไปอับเกติกไปเนาะเซนมาเซนมิเซกยังมีถึงปีกับรู้ยังมีถึงปีนะยังมีกับรู้ถึงเซนแมวกับรู้ถึงเซนไอสมัยมาเยอะเนาะยังจำอยู่นั่งชอบเซนเลยเต้โอเคจังอ่ะแล้วยังเพื่ออับรู้นั่งบานจุกใจฮะกลับวิอับรู้นี่โทรซีมาจังก็หลายนัดเลยอีเวนไปจุดเลยอัปเดตอัปรูนึงอะไรเนี่ยนี่ยังไงบางยังอาเช็คยังน้อย are you want to อัปรูยังคอนเฟิร์มมวยได้ก็อ๋อนะไอจับโพสิชันโดยคณีมั้ยโทรซีไปไหนมั้ยเลยอาบุตรต้องตัดลิ้นมุนไปเนี่ยตอนนี้บางยังด่าโจ้อะไรดูนี่ control V โจ้ Are you want to approve this item? Approve this user? ดีฮะแล้วก็ decline บ้า confirm approve นี่ก่อนเอาคลายทอลไปดิบ้าการไหนคลิก no update cancel ได้ล็อกชาร์วิ้งการไหนคลิก yes คือยังหา approve มายังมาบ้าจึง approve คลามันคือ approve request ใน portion dot execute จะยืนรันโอ้ update user ตัว member มันจะหายนะจังยืนโดยคณียืนไป action ท่าดาวดาวมันได้นำไปดาว approve จบใจสั้นมันยังเผื่อนั่งยังไงจึงไหลหน้าดาว approve จบใจอะไรนะบากหลายสักเซ่บาช่างกับหลายสักเซ่คือหลายนี่เท่าไหร่ approve request delete JSON delete dot to string ยังเช็คมา confirm นะนี่ยังแย่เอาโน่ยังแย่โอเคแล้วนี่คือ on pop execute สันบะ SMS copy the day จัง I'm mistakes ใน SMS นั่งประหารจังมาดักเลยนี่แต่บะ success มามุ้ยยังรีมูฟโพสันจังไรนี่นะมีในท่าจับ position โอ้วันนี้รีมูฟ sorry อันนี้ไปจับ successบอกบาน success success มาเลยมุ้ยมีสิกเยอะนั่นนี่คลิกเยอะแล้วมีสิกเยอะโน่นเลยบ้านนี่คือยังทัวร์มุ้ยไอ้คือยังอับรูมุ้ยไอ้ไอ้นั่งไงในขณะที่คลิกเยอะยังฮาวันนี่มายังมาแล้วนี่ยังหาโปรยังมามวยแต่ยังจังอัปเดตยูเซอร์มือเทียมจังยังจังอัปเดตยูเซอร์มือเทียมขนมกระดาษเฟลได้อัปรูดีกว่านี่หายบ้านอัปเดตยูเซอร์กราวเจ้าบ่าวอัปรูมตอนบ้านเพราะมันยังด่านนึงจมูกนี้เป็นเหมือนเต้าอัปเดตยูเซอร์บัตรถอดมือเทียมอัปรูเอร์เนี่ยไงนั่งไงนั่นไงซึ่งตามปัจจุบันเราต้องดูบนแบ็กกราวด์มาเพียร์อะไรเนี่ยบางอย่างมุ่นนะบางอย่างมุ่นก็รู้เยอะกันอย่างดั้งเราเนี่ยแต่ตอนนั้นฟอร์มดิคแควร์อย่างเมื่อติดมากเกินเนี่ยนี่ดิคแควร์ยังไงดิคแควร์เยอะการมุ่นคือเราไปได้ดิคแควร์บิสเนสบ่าไปแอดคอมพานีโจลไฮมันยังเนี่ยแอดคอมพานีโจลไฮบานยังแอดบิสเนสเขาไอ้กันยังเนี่ยจะยังจับเจชันสตริงยังสมาร์ทมวยบานยังแอดคอมมานิโจ้แต่บางยังในขนมนี้วิ่งในขนมอ่ะในยังวิ่งยังอัดจับบินจังไงคือก่อนในยังตามจะอยู่อะไรลงมาวิบานไอ้หลายนี้จังดังเช็คสักเซ็มชักเซ็คอะไรเนี่ยจังก็หลายนี้ออนปรีon post execute ด้วยกันเนี่ย
chứ như ai đặt lại nâng cả bàn này mình là thật success lại smart lại muối như mua bà nên bà sân bà success smart lại muối nhưng thứ ấy bà anh ấy bỏ anh ấy bỏ được cái đó nữa muốn đi nè bà chẳng lại nâng cái dương phở khắc mây mà dương sẽ update user mà chẳng dương copy một chiếc chả private class chiến là đá control c má đã khóm vì chờ nãy đôi mua viết tới chia update user và update user thêm member đó bà update user đặt bài hoặc là chỉ member chúng phải lập đặt user position chứ mình ai cho position đặt đại ban tí tí phụ position đại là cứ sử dụng tái bây giờ dùng từ lời user ID mình chẳng bà position đại là business ID chúng thường mắc đặt bài vô position ngồi tiền position này ban vào bình nà chụp giờ bà dương dương tam business ID dương mình update dương từ lớp business ID được nông table TBL user nè dương update table user đã dương lớp user ID nè nên rằng cho nhân tử bo này nhân tử bo xây cái này cứ tử bo user ID sau này position để bóc màu và chun màu adapter chứ nhưng mà business ID này cái bóc chẳng mạch cứ nó thằng lơ mà lơ này business ID get position cứ business ID dạng chả là dừng get mối tiếp chân vậy cái business user ID mà không chẳng ấy bà chắc như một ca mối tiết may mà miền o hải tá đủ dương ca mối tiết khăm ma mà user underscore id dân tớ smart t như nó bà chân cái lại ní pe click lên up delete khi chậm chân chân pe click lên cái pe click lên update dân chậm mối tiết đấy và cứ user ID get position trống get user ID phần này nhé cho những ai bỏ user ID đừng mà ao ba này nó về đây cái update user nó dừng bỏ user ID này mà và chẳng có đồng PHP file dưới cái line user ID nâng thơ mách và mà thơ viết cứ user ID sao tôi cho những bài tôi cái này và trong mistake và hàn nhớ lock lock những bài hàn như đã tới chúng ta là user update và success bàn ấy delete bàn ấy chẳng là mistake nó pe đã vì successful dương ọt chạm bạch và hàn nó khó nóng ọt chạm bạch và hàn nó pe đã dương up true đi rồi nế chẳng là ní dương bạch ai smash smile đi bạch ai air đó gần nâng này khởi hạt ấy đi chẳng ai smash admin và hàn như đi nó pe nâng bà SMS bị ọt và hà như thế lại ní dương cả nà sạc sẽ hào khá dương cái khá update user dot execute và để lại sâu nè sorry thảo ấy thảo ấy
này position bỏ lại zone mình thấy sorry update user position như cái mình approve request position cái mình bao nhiêu vừa cam môn rồi mình bả position chẳng na tao được khó dương mình tích nữ về đài dương chạy lên một tông với approve request approve request ta dừng bỏ tạm dự sở ID thở nó hồ sân ok thở hồ sân đa thở chúng ta phải ban update user complete mùi tiết ban dưỡng bỏ mistake phép thả approve success approve success ok chúng dừng chọc phía bên năng mát True visa lên mũi yeah admin visa tại visa ta bắt nè tại vì mơ set thơ về mơ không đi active ấy tại vì update user tại với visa user lịch mãn không đi định mũi khó này này ad update đi khó nè khó cái khó update user nhá chúng mơ code error ấy nè business ID require business ID require cái lại nè lại update cái update user business ID require bỏ phí PHP mà mình chẳng lại update user business ID require chẳng lại nè anh đây là con ông anh ấy load mistake chẳng mau phí con ông này log á log dot e cứ user update nâng hai vị log dot show chẳng mau chúng mình sẽ nick mình sẽ ban mặc PHP vì đã tạo business ID require business ID require chúng mình lấy than đầu lơ PHP update user PHP update user na update thở à này chỉ mỗi tiên thở dù ở đầu mũi đó thay mũi tiết URL update user user update update user tam giờ request PHP cứ update user update underscore user chân cho URL đi đã nong khom kế client này save ram đi lần mình
มีเนี่ย mistake alert call อะไรไอ้ยับเชียบมึงสอกสีดาลิพยายามจะอัพรูปแต่เบอร์มันอัพเดตเช่นอัพปัจเมมเบอร์จบใจโอเคป่ะดิสนี้ยังมือวีได้แต่ว่าเราอยู่สาตว์เมมเบอร์อันนี้คือactive บานนี้ active active ถ้าไว้ปีนี้เหมือนจะต้อง active บานปีโอเคต่อจังยังประจบกลางยังแอดมินอัพดูยังไงนะจังสัปดาห์ขอยังเมาส์ยังฟื้นดาสบอร์ดสำหรับ member มีตอนนี้เป็น member ล็อกอินโจเตอร์ก่อนมันจะถึงไอ้กลางมาดีไซน์ดาสบอร์ดสำหรับ member ให้กลายล็อกอินยังไอ้บ้าแอดยังเพื่อล็อกอินจมูกนั่ง Facebook เอ็มซีเอ็มซีเตียนนะ